Vâng, tôi thấy chị Thanh Huyền đã rùng mình khi mà nhìn hình ảnh những con sâu vừa rồi. Tuy nhiên, những con sâu nhìn thì ghê vậy thôi nhưng nó cũng chưa gây được những cái hậu quả nặng nề đối với sức khỏe của con người. Trong khi đó thì ngay tại Hà Nội của chúng ta, những con muỗi trông thì có vẻ rất nhỏ bé và nhiều người thì xem thường muỗi nhưng lại gây hậu họa có thể coi là khá lớn khi mà mỗi ngày ở Hà Nội có tới khoảng 130 người bị mắc sốt xuất huyết. Mặc dù là ngành y tế đã có nhiều biện pháp để phòng chống nhưng mà dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục lây lan và diễn biến nghiêm trọng ở tại Hà Nội. Và một trong những nơi dễ trở thành chỗ trú ẩn lý tưởng cho muỗi góp phần lây lan dịch bệnh chính là những chiếc lốp ô tô cũ. Một trong những cơ sở kinh doanh mua bán lốp ô tô cũ có khả năng có nguy cơ bùng phát ổ dịch sốt xuất huyết là của gia đình ông Nguyễn Tiến Bích ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 2 ngày trước, cơ sở của ông Bích đã bị xử phạt 2 triệu đồng do không hợp tác phòng dịch sốt xuất huyết đang bùng phát. Hàng trăm chiếc lốp ô tô cũ được ông Bích mua về và để phơi ngoài mưa nắng. Những ngày qua, Hà Nội mưa nhiều và gần như trong chiếc lốp nào cũng đọng nước. Khi cơ sở y tế đến kiểm tra, phát hiện rất nhiều loang quang bọ gậy trong những lốp ô tô có đọng nước. Sau khi xử phạt, phần nhiều số lốp ô tô cũ này vẫn không được di chuyển để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các chuyên gia y tế cho biết, trong những ngày Hà Nội mưa nhiều, ở trong môi trường vốn dịch bệnh đang lưu hành, thì nguy cơ bùng phát dịch là rất nhanh.